Hello, hôm nay chúng ta sẽ học đến một cái nội dung đấy chính là dẫn chứng. Trước tiên thì theo các bạn dẫn chứng để làm gì? Alo, alo. Nhanh thật, hôm nay đã là buổi 17 rồi. Chính xác rồi đấy, còn có 4 ngày nữa là hết chiến dịch rồi. Không biết là các bạn đã hình thành được thói quen cho mình chưa? Những bạn nào mà hôm nay vẫn còn xem, nghĩa là trụ được đến ngày hôm nay, nghĩa là còn còn tầm chục bạn. Đúng không ạ? Còn phần tập xem cái bài viết ngày hôm qua cái là sẽ biết là có bao nhiêu bạn nộp bài ngay mà. Đúng không các bạn? Đấy, ngày hôm qua có đề 16 bao nhiêu bạn nộp? Đề 16 có chục bạn nộp. Các bạn biết là cái buổi đầu tiên phải lên đến khoảng tầm 50 bạn viết. Xong rồi đến sau 16 buổi thì chỉ còn có khoảng tầm chục bạn thôi. Thế là các bạn sẽ biết, tự các bạn sẽ trả lời được một cái câu hỏi là các bạn có kiên trì hay không? Có đúng không ạ? Đấy, tự các bạn cũng sẽ trả lời cho bản thân mình. Nói thật với bạn là đến ngày hôm nay cô phải tự tin để nói một điều rằng là cô không hề bỏ sót bất kể một bài viết nào của các bạn. Cô đọc và cô định hướng, cô nhận xét cho một phải đến gọi là 99%. Nếu như có sót một bài nào đấy thì chẳng qua là do là comment hoặc là các bạn nộp sau thì là cô không sửa thôi. Thì là cô bị quên thôi, hoặc là sau đó cô sẽ check lại. Và cô chắc chắn 100% là cô không sót nhận xét của bất kỳ một bạn nào đã viết bài ở trong cái chiến dịch 21 ngày này. Thì bạn phải biết rằng là cái sức làm việc của cô nó kinh khủng khiếp đến cái mức như nào. Có đúng không ạ? Đấy, nó kinh khủng khiếp như nào. Bây giờ các bạn tự trả lời lại một câu rằng là các bạn đã trong 16 ngày qua, các bạn đã ngay từ đầu chiến dịch, các bạn có hứa với bản thân mình là sẽ chăm chỉ không? Các bạn có tự nhủ bản thân mình là các bạn sẽ không bỏ một buổi like nào không? Các bạn có cho mình một cái mục tiêu là các bạn viết bài đầy đủ không? Nhưng đến bây giờ thì còn bao nhiêu bạn trụ lại? Tự các bạn sẽ có cho bản thân mình một câu trả lời. Tự các bạn sẽ có cho mình được một cái nhận thức. Tự các bạn sẽ có cho mình được tự các bạn sẽ trả lời bạn đã bạn được câu trả lời câu hỏi rằng các bạn đã thật sự nghiêm túc với việc học của mình hay chưa? Các bạn đã thật sự có quyết tâm để thay đổi hay chưa? Cô thề với bạn là không có ai có thể sẵn lòng bỏ ra 21 ngày để định hướng và nhận xét bài viết của bạn miễn phí như cô. Đấy, không có ai đâu. Mà các bạn còn không nghiêm túc, bạn không còn làm, có khả năng là các bạn phải mất tiền thì các bạn mới nghiêm túc học hành, đúng không? Còn các bạn không mất tiền thì các bạn sẽ không nghiêm túc học hành. Cô nghĩ vậy. Thế nhá. Còn nếu như các bạn muốn mất tiền để mà nghiêm túc học ấy thì ngày mùng 4 tháng 1 sắp tới sẽ mở khóa đọc hiểu và nghị luận xã hội. Để cho các bạn cày nghiêm túc nghị luận xã hội. Xem là các bạn có khi giữa học miễn phí mà giữa với học mất phí thì bạn sẽ nghiêm túc cái nào hơn. Chỉ sợ được rằng là được 5 bữa nửa tháng rồi các bạn lại uể oải. 5 bữa nửa tháng rồi các bạn lại gọi là mất hết cả cái niềm tin và mất hết cả cái động lực. Có đúng không? Mất hết cả niềm tin động lực. Các bạn biết hôm nay là ngày 28 tháng 12 rồi. Đấy, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là bạn hết năm 2022. Các bạn đã sang năm 2023. Vậy có nghĩa rằng là sẽ còn 5 tháng, sẽ còn 6 tháng để cho các bạn ôn thi. Đấy. Nhá. Sẽ để cho các bạn ôn thi chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Xong đến lúc đấy, đến lúc còn 6 tháng thì bắt đầu còn vật vờ. Xong đến lúc còn 3 tháng, lúc đấy là cong vắt chân lên cổ chạy. Lúc đấy lại kêu là bây giờ em ôn có kịp không? Bây giờ em quyết tâm thì có kịp không? Cái lúc mà còn 6 tháng thì sao em không quyết tâm đi? Xong rồi cái lúc còn 2 tháng, 3 tháng, bây giờ em mong muốn được điểm 9 thì liệu có được không? Thế xong cái lúc mà còn 6 tháng thì em không mong muốn đi, em không cho mình một quyết tâm đi. Xong cái lúc còn 2, 3 tháng vắt chân lên cổ em mới bắt đầu chạy. Thì em đòi 8 điểm, 9 điểm so với người mà họ nỗ lực 1 năm, họ nỗ lực nửa năm rồi. Thì ai sẽ xứng đáng được 9, được 10 hơn? Đúng không? Tự em phải trả lời. So với cái công sức em bỏ ra và so với công sức của những bạn đã bỏ ra, do tiền của những bạn bỏ ra và em bỏ ra thì ai xứng đáng đỗ hơn, ai xứng đáng được điểm cao hơn, có đúng không? Đấy, tự mình phải trả lời cho mình một câu như thế đó. Thế nhá, rồi thôi mắng thế thôi, hôm nay lại bảo là học cô chưa gì đã mắng mắng nhiều thế. Thế chả lẽ nhiều khi lại bảo là các bạn học miễn phí chắc là các bạn hời hợt, bởi vì học cũng được không học cũng được mà.
Học miễn phí mà. Đấy, học được cũng học được, cũng chẳng mất cái gì. Thế thôi bây giờ mất phí đi, bỏ một cái khoản phí ra để học xem có nghiêm túc không. Cày lại từ đầu, cho mình một cái lộ trình để mình cày lại từ đầu, để mình nghiêm túc với cái việc học của mình. Đó, thử xem nó như thế nào, đúng không? Đó, thôi mắng thế thôi, không lại bảo là mắng thế thôi, không lại bảo là học cô Dương cha học hành gì, chỉ thấy mắng thôi. Nhiều khi đây, nhiều khi mắng thì còn còn không hơn ai này, chứ nói gì thì không mắng. Thôi, bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay. Rồi ok ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nội dung, đấy chính là dẫn chứng. Ừ. Hôm nay sẽ đến với một cái nội dung, đó chính là dẫn chứng. Vậy theo các bạn, dẫn chứng để làm gì? Dẫn chứng là để thuyết phục người ta về những điều mà mình nói nó là có căn cứ, đúng không ạ? Nó thuyết phục hơn, cho người ta thấy rằng là những cái điều mà mình nói nó không phải là nói suông, nó không phải là nói ba láp ba sàng, nó không phải là lý thuyết, mà nó có dẫn chứng thực tế. Và từ cái dẫn chứng đấy thuyết phục người ta. Nhưng khi các bạn viết dẫn chứng ấy thì cô thấy có một vài cái lỗi sai như sau. Trước khi mà nói đến cái lỗi sai của bạn á, thì cô sẽ có một vài cái lưu ý cho các bạn. Lưu ý khi các bạn đưa dẫn chứng. Lưu ý khi các bạn đưa dẫn chứng. Thứ nhất, cái điều để cho cái bài viết của bạn thuyết phục thì cái dẫn chứng mà bạn đưa nó phải đúng với vấn đề, đúng không ạ? Đúng đấy, nó phải đúng với vấn đề nghị luận. Cái chỗ này là trong cái quá trình mà sửa bài cho học sinh là cô thấy rằng là rất hay, học sinh cũng hay mắc phải, chính là các bạn đưa dẫn chứng nó không phù hợp với vấn đề. Các bạn đang viết về tinh thần đoàn kết đấy, nhưng hôm qua cô có sửa dẫn chứng cho bạn ấy. Hôm qua cô có sửa bài viết cho bạn gì đấy, bạn Hoàng Sinh, bạn Láng Inh với bạn gì gì đó, bạn Thế Việt à hay bạn gì đấy. Các bạn thấy rằng là cái dẫn chứng các bạn đưa ấy, cái thứ nhất là nó không, nó dường như là không làm nổi bật cái yêu cầu của đề. Yêu cầu của đề là về tinh thần đoàn kết, tinh thần đoàn kết thì bạn phải lấy cái dẫn chứng gì về đoàn kết, dẫn chứng về hợp tác. À, đề yêu cầu về tinh thần hợp tác thì bạn phải lấy những cái dẫn chứng gì mà nó là biểu hiện của hợp tác, đúng không ạ? Nó phải là biểu hiện của hợp tác. Đấy chính là cái điều thứ nhất mà các bạn cần phải lưu ý khi đưa dẫn chứng, nó phải đúng sát để làm nổi bật yêu cầu của đề. Có một cái nữa mà cô gợi ý cho bạn này, nhiều khi mà các bạn cảm thấy đau đầu quá, các bạn cảm thấy lấy dẫn chứng mệt quá, các bạn cảm thấy dẫn chứng nhiều, dẫn chứng quá, thì các bạn hãy giúp cho cô một cái mẹo như này. Các bạn hãy xem dẫn chứng đấy có phải là biểu hiện của vấn đề hay không nhá. Dẫn chứng có phải là biểu hiện của vấn đề hay không? Ví dụ khi các bạn muốn lấy về đội tuyển U23 Việt Nam thì bạn phải xem là à, thế đội tuyển U23 Việt Nam đã có biểu hiện gì của tinh thần đoàn kết? Đó, hoặc khi các bạn muốn lấy dẫn chứng về đội tuyển bóng đá Việt Nam thì bạn phải xem là à, đội tuyển bóng đá Việt Nam có biểu hiện gì của tinh thần hợp tác? Thì bạn tập trung vào cái điều đó để bạn viết thì nó sẽ rất sát với yêu cầu của đề và nó sẽ làm nổi bật được vấn đề mà các bạn đang viết. Ok à? Các bạn hiểu cái ý, hiểu hiểu, hiểu cái mẹo này của cô khi mà viết bài không? Cô nói các đoạn này bạn sẽ hiểu không ạ? Thay vì các bạn cứ phải đau đầu đi nghĩ dẫn chứng là ôi dẫn chứng gì về tinh thần hợp tác, dẫn chứng gì về tinh thần hợp tác, thì bạn xem là à, cái dẫn chứng đấy nó có là biểu hiện của vấn đề hay không, hoặc là cái dẫn chứng đấy đã có biểu hiện gì của vấn đề, thì lúc đấy các bạn sẽ viết nó sát hơn và lúc đấy các bạn sẽ khoanh vùng được các dẫn chứng mà nó là biểu hiện của vấn đề. Ví dụ như nói về sự vươn lên thì bạn xem là à, bạn muốn lấy về hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, hoặc là các bạn muốn lấy về Messi, hoặc là các bạn muốn lấy về Ronaldo, hoặc các bạn muốn lấy về em Mbappe, thì các bạn phải xem là à, thế những con người đấy họ có biểu hiện gì cho sự vươn lên, họ đã có những cái biểu hiện gì của sự vươn lên. Thế là lúc đấy là bạn sẽ tập trung vào viết là cái biểu hiện của họ về sự vươn lên, thì lúc đấy cái dẫn chứng của bạn á nó sẽ sát với yêu cầu của đề và nó sẽ giải quyết được cái vấn đề một cách rõ hơn. Xong chưa ạ? Cô nói đoạn này bạn sẽ hiểu không? Thế nhá, xem là cái dẫn chứng đấy
lôi các biểu hiện của vấn đề ra. Ví dụ muốn muốn Messi, Messi đã có biểu hiện gì của sự vươn lên? Đấy, trong Messi có biểu hiện gì cho sự vươn lên? Đó, hoặc là về sự cho đi thì Mbappé có biểu hiện gì của sự cho đi? Và cái biểu hiện của sự cho đi đấy của Mbappé đó chính là anh dùng toàn bộ cái số tiền thưởng trong cái kỳ SEA Games của mình để ủng hộ và trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và một cái câu nói mà rất thấm thía cho sự cho đi của Mbappé đó chính là gì ạ? Số tiền đấy không giúp tôi thay đổi cuộc sống nhưng giúp cho rất nhiều người thay đổi cuộc sống. Thì đấy chính là biểu hiện của sự cho đi. Đúng không ạ? Đấy chính là biểu hiện của sự cho đi trong Mbappé. Xong chưa ạ? Đấy, bây giờ bạn muốn lấy cái dẫn chứng nào? Bạn hãy tìm xem là cái biểu hiện của người đó cho vấn đề, bạn tập trung viết về cái biểu hiện đấy thôi. Thì lúc đấy cái dẫn chứng của bạn ấy nó sẽ không lan man, không dài dòng, nó tập trung giải quyết được cái yêu cầu của đề. Đó chính là cái lưu ý thứ nhất khi mà các bạn viết về dẫn chứng. Cái lưu ý thứ hai khi các bạn viết về dẫn chứng đó chính là như thế này. Trong cái buổi số 1, cô hướng dẫn các bạn về vị trí của dẫn chứng. Vị trí của dẫn chứng, ok ạ? Cô có nói với các bạn về cấu trúc bài viết rồi. Bình thường ấy, các bạn sẽ viết cấu trúc như sau. Cấu trúc bài viết của các bạn sẽ là gì ạ? À, thứ nhất là mở đoạn đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là mở đoạn. Thứ hai là đến thân đoạn. Trong thân đoạn thì các bạn có giải thích, đúng không? Xong các bạn đến bàn luận. Xong rồi các bạn đến chứng bàn luận. Xong các bạn đến chứng minh. Xong các bạn đến phản đề. Xong rồi các bạn đến bài học đúng không ạ? Bài học. Đấy, bài học nhận thức. Xong rồi các bạn sẽ đến với kết đoạn. Đúng không? Kết. Các bạn sẽ đến với kết đoạn. Nhưng khi mà cô hướng dẫn các bạn làm bài ấy, thì không nhất thiết là cái dẫn chứng nó phải nằm sau phần bàn luận. Trong bàn luận này của các bạn sẽ có 4 ý, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình mà bạn viết 4 cái ý này, bạn hoàn toàn có quyền đan cài dẫn chứng vào. Đây chính là thao tác lập luận chứng minh. Còn đây là bạn đang đưa dẫn chứng, đưa riêng một phần. Còn khi bạn đưa dẫn chứng vào trong quá trình mà bạn bình luận, nó không nhất thiết là phải sau tất cả các ý. Khi các bạn nêu hết tất cả các ý, bạn nêu ý một cho bạn dẫn chứng luôn. Và nêu à, sức mạnh của tinh thần đoàn kết là cho chúng ta có động lực vươn lên. Thì các bạn có thể lấy dẫn chứng luôn về là sự đoàn kết nó sẽ giúp người ta vươn lên như thế nào. Đúng không ạ? Ví dụ như là trong cái môn thể thao là chạy chạy bền, là môn thể thao tiếp sức. Thì khi con người ta đoàn kết, người ta cố gắng hết sức về cái kết quả của tập thể, thì lúc đấy nó cho chúng ta động lực không chỉ về cố gắng để khẳng định bản thân mình, mà cố gắng nỗ lực hết mình để vì tập thể nữa. Đó, và khi chúng ta nhìn những người mà nhìn người khác để chúng ta có động lực khẳng định bản thân mình, chúng ta có động lực để chúng ta cố gắng vì sức mạnh của tập thể, thì lúc đấy hoàn toàn bạn đưa dẫn chứng vào luôn. Vậy cái lưu ý của cô ở đây á là vị trí của dẫn chứng nó không nhất thiết phải nằm sau bàn luận. Nó có thể đôi khi nó có thể nằm ngay đầu đoạn để tạo nên cái sự tò mò hấp dẫn cho bài viết cũng được. Ví dụ như sao? Trong kỳ ví dụ các bạn muốn nói về sự cho đi của Mbappé trong cái việc mà anh ấy dành toàn bộ cái số tiền thưởng của mình cho trong cái kỳ SEA Games, trong cái kỳ World Cup vừa rồi để ủng hộ những người mà có hoàn cảnh khó khăn, thì các bạn hoàn toàn có thể đưa dẫn chứng lên trên, xong bạn đi bàn luận và giải quyết là à, cái ông này, ông ấy đã dùng cái tấm lòng của mình và ông cho đi như thế và qua đó chúng ta thấy có sức mạnh. Đó chính là gì? Và chính cái hành động cho đi đấy của Mbappé đã giúp cho người có động lực sống, để giúp cho người ta có nghị lực để vươn lên, đã giúp cho họ có niềm tin vào những hành động tốt đẹp trong cuộc đời này. Sau đó là chúng ta đi giải quyết và sau đó chúng ta đi bàn luận. Nó tạo ra cái sự tò mò, nó tạo ra cái sự hấp dẫn, nó tạo ra cái sự mới mẻ trong cái cách viết của các bạn. Không nhất thiết là dẫn chứng nó phải nặng nhất nhất định nằm vào sau phần bàn luận, nó có thể nằm ngay đầu đoạn luôn đó. Hoặc là khi bạn đưa ý thứ nhất, các bạn đưa dẫn chứng luôn, hoặc các bạn đưa ý thứ hai, các bạn đưa dẫn chứng, chứ không nhất thiết là các bạn phải bàn luận hết tất cả các vấn đề rồi lúc đấy các bạn mới đưa dẫn chứng. Ok ạ? À? Cô nói đoạn này các bạn sẽ hiểu không ạ?
Cô đoán là bạn có dễ hiểu không? Thế nhá, đó chính là cái lưu ý thứ hai khi mà các bạn đưa dẫn chứng. Còn một cái lưu ý nữa mà các bạn cần phải nhớ khi đưa dẫn chứng đấy chính là gì? Đó chính là các bạn thường đưa những cái dẫn chứng quá là bất hủ. Khi bạn nói về sự cho đi là các bạn viết về tình yêu thương bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi bạn viết về sự nỗ lực thì các bạn sẽ nói về nỗ lực tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi khi các bạn nói về việc gọi là niềm tin thì các bạn nói là niềm tin của dân tộc ta trong nạn đói năm 1945, niềm tin của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến, trong 30 năm kháng chiến Trường Kỳ. Rồi khi các bạn nói về 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 cái gì nhỉ? Về sự nỗ lực kiên trì, các bạn nói về sự nỗ lực của Edison khi phát minh dây tóc bóng đèn. Rồi bạn nói về những con người đã trở thành gọi là bức tượng đài của cả thế giới và của cả nhân loại. Thật ra những con người đấy họ không sai. Đấy, và các dẫn chứng của bạn đưa ra nó rất đúng. Bởi vì đối với họ không có cái gì là sai cả. Bởi vì họ đã trở thành bức tượng đài không chỉ của dân tộc mà của cả thế giới. Thì họ còn có cái gì để sai nữa đâu. Đúng không ạ? Mình còn có cái gì để Họ còn có cái gì để sai nữa đâu. Có đúng không ạ? Họ không còn có cái gì để sai nữa cả. Nhưng mà hãy nhớ lại giúp cô, tiêu chí của nghị luận xã hội là gì? Là đưa ra quan điểm của bản thân, cho thấy được góc nhìn của các bạn, cho thấy cái sự hiểu biết của các bạn về các vấn đề thuộc xã hội, những vấn đề của xã hội. Mà những vấn đề của xã hội là những cái gì cập nhật nhất, mới nhất, nóng hổi nhất. Đúng không ạ? Mà bây giờ các bạn đưa về những con người quá bất hủ mà họ là bức tượng đài rồi thì thứ nhất là cô phải khẳng định là nó không sai đã nhé. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó cho thấy cái sự hạn hẹp trong cái vốn kiến thức và sự hiểu biết về nghị luận xã hội của các bạn. Đúng không ạ? Nó có rất nhiều dẫn chứng mà. Nó có ti tỉ cái dẫn chứng mà. Khi các bạn đưa dẫn chứng về những con người bất hủ đấy á thì các bạn phải xác định một tinh thần rằng là bạn đang học thuộc văn mẫu. Bởi vì sao? Bởi vì văn mẫu người ta viết những cái đấy quá nhiều. Cái thứ hai nữa là bạn quá non nớt và bạn quá trẻ con, bạn quá con nít. Cái kiến thức xã hội của bạn nó quá là hẹp. Đúng không ạ? Nó chỉ bằng cái tầm nhìn của bạn, chỉ bằng cái ngọn cỏ thôi. Bởi sao? Bởi vì bạn không biết được ai mới. Bạn cũng chả biết gì về tình hình xã hội cả. Bạn cũng chả biết gì về tình hình thế giới cả. Bạn viết về những cái dẫn chứng mà trẻ con học lớp 6, lớp 7 cũng viết được. Đúng không ạ? Đấy. Thế mà bắt đầu các bạn đòi gọi là làm chủ nhân tương lai của đất nước. Các bạn làm những mầm măng đưa đất nước đi xa. Mà cái dẫn chứng bạn nó vẫn còn gọi là những cái dẫn chứng quá sách vở. Những cái dẫn chứng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi Edison, rồi thầy Nguyễn Ngọc Ký, rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi những con người huyền thoại. Nó là những dẫn chứng sách vở. Các bạn ạ, đến bây giờ là những cái sách vở ghi rất nhiều. Đó, sách vở ghi rất nhiều. Đúng không ạ? Vậy bây giờ để cho thấy được, để bài nghị luận xã hội đấy, nó mang tính chất thời sự, nó mang tính chất nóng hổi, nó mang tính chất mới mẻ, nó mang tính chất cập nhật, thì các bạn phải viết về những cái gì nóng hổi, viết về những cái gì cập nhật, viết về những cái gì xã hội, gần nó là bản tin thời sự ấy. Thì lúc đấy mới cho thấy rằng là bạn là một người rất cập nhật tình hình xã hội. Bạn là một người rất quan tâm đến các vấn đề của xã hội. Bạn là người đọc nhiều, biết nhiều, nắm nhiều thông tin. Có đúng không ạ? Chứ bây giờ mà vẫn phải lấy về những cái dẫn chứng bất hủ như thế. Đúng không ạ? Thì làm sao mà có thể làm sao mà có thể được điểm cao được? Đúng không ạ? Đó chính là cái dẫn chứng, cái lưu ý thứ thứ ba trong cái quá trình mà các bạn biết nghị luận xã hội. Còn một cái lưu ý nữa, nó cũng thuộc về cái mới mẻ trong đoạn văn nghị luận xã hội của các bạn. Từ trước đến giờ các bạn viết quá dập khuôn. Dập khuôn là như thế nào là dập khuôn? Ví dụ như này. Khi các bạn viết về sức mạnh của tinh thần đoàn kết thì các bạn chỉ biết rằng là cái dẫn chứng đấy đang có tinh thần đoàn kết.
Đúng ạ, cái dẫn chứng đấy đang có tinh thần đoàn kết để các bạn làm nổi bật lên tinh thần đoàn kết, nhưng các bạn vẫn quá an toàn. Tại sao lại như thế? Bạn hoàn toàn có thể viết về một cái dẫn chứng là họ không có tinh thần đoàn kết thì dẫn đến cái hậu quả gì. Từ đó nhắc nhở chúng ta cần phải có tinh thần đoàn kết. Từ đó làm cho chúng ta nhận thức rằng khi chúng ta không có tinh thần đoàn kết thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả đáng tiếc và khôn lường. Và chính cái dẫn chứng như thế nó vừa là phản đề và vừa là bài học luôn. Có đúng không ạ? Có đúng không các bạn? Đó chính là cái lưu ý của cô khi hướng dẫn các bạn viết nghị luận xã hội. Còn một trong số những cái lỗi sai mà các bạn hay mắc phải khi viết nghị luận xã hội đấy chính là các bạn quá thiên về việc diễn giải dẫn chứng. Nào là bạn sẽ nói là ví dụ như khi bạn nói về Mbappe, nói về cái sự cho đi của Mbappe là đã dành toàn bộ cái số tiền thưởng của mình trong kỳ World Cup vừa rồi để đem đi từ thiện, là các bạn cứ thiên về diễn giải quá nhiều về cái hành động đấy, nhưng bạn quên mất cái cuối cùng của mình đưa dẫn chứng là gì, là mình chốt được cho vấn đề, là chốt là sự cho đi đấy đã giúp cho người khác như thế nào, đã tạo cho người ta cái động lực gì, đúng không ạ? Bạn đang muốn đưa dẫn chứng để thuyết phục người ta là cái sức mạnh của sự cho đi, thì các cuối cùng các bạn phải chốt là gì, cái số tiền mà Mbappe cho đi ấy, dựa trên cái hành động ấy, nó xuất phát từ sự chân thành và nó đã cứu sống được, nó đã giúp cho cuộc sống của rất nhiều người tốt lên. Từ đó chúng ta thấy được sức mạnh của hành động cho đi là tạo động lực cho người khác, đúng không ạ? Cho người khác một cuộc sống tốt hơn thì cái đấy là cái mà chúng ta chốt lại. Nhưng các bạn khi viết dẫn chứng là các bạn thiên về kể về dẫn chứng là nhiều, các bạn nói quá nhiều về dẫn chứng, và cái cuối cùng cái điều cần chốt thì bạn không chốt. Cái câu cuối cùng để bạn chốt là nhờ có cái hành động cho đi của Mbappe mà rất nhiều người có động lực sống và thay đổi cuộc sống của họ, cho cuộc sống của họ tốt lên. Qua đó chúng ta thấy sức mạnh của hành động cho đi, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cho đi, thì các bạn lại không chốt cái điều đấy, làm ra cho cái dẫn chứng của bạn nó cứ lửng lơ này, cái dẫn chứng của bạn nó cứ lưng chừng này, cái dẫn chứng của bạn cuối cùng nó chả phục vụ được cái mục đích gì, là mục đích của nó là khẳng định yêu cầu của đề, chốt yêu cầu của đề, đúng không ạ? Là nhấn mạnh yêu cầu của đề thì cuối cùng lại chẳng làm, đúng không? Thì cuối cùng lại chẳng làm, dài nhưng mà không hiệu quả, đưa dẫn chứng hay cũng chẳng hiệu quả, đúng không ạ? Có đúng không? Đấy, không phải là bạn tái hiện dẫn chứng, không phải là bạn có nghĩa là cái lỗi sai mà các bạn hay mắc phải là bạn tái hiện dẫn chứng, bạn phân tích dẫn chứng. Nếu như khi bạn viết một bài văn thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật để bạn dùng dẫn chứng để bàn luận, dùng dẫn chứng để phân tích biểu hiện và dùng dẫn chứng để làm nổi bật yêu cầu của đề. Nhưng đấy là bài văn khi các bạn có nhiều đất diện. Đoạn văn ấy nó chỉ có 200 chữ thôi và nó tập trung vào làm rõ quan điểm của các bạn. Dẫn chứng là để làm gì? Để cho quan điểm đấy thuyết phục, để cho quan điểm đấy được người ta công nhận, chứ không, dẫn chứng ở trong đây không không đóng vai trò quyết định, mà dẫn chứng ở trong đây quan trọng để làm cho những điều mà mình nói, cái quan điểm của mình nó trở nên thuyết phục, chứ nó không phải là yếu tố chính. Yếu tố chính ở đây là quan điểm của các bạn về vấn đề nghị luận. Còn dẫn chứng nó là một trong những yếu tố để cho đoạn văn của bạn thuyết phục hơn, quan điểm bạn thuyết phục hơn, nó là yếu tố cần chứ không phải là yếu tố quyết định, nhớ nhá. Nhưng bạn lại cứ thiên về tái hiện dẫn chứng rồi các bạn thiên về phân tích dẫn chứng mà các bạn chỉ có 200 chữ để các bạn đi bàn luận thôi, mà cái điều quyết định bài viết của bạn đây là gì, là quan điểm, là góc nhìn, là cách nhìn nhận của các bạn về vấn đề. Nhưng mà các bạn lại cho rằng cái quan trọng là dẫn chứng. Nhớ nhé, dẫn chứng là yếu tố cần nhưng không phải là yếu tố quyết định. Cái quan điểm của bạn là cái quyết định. Có rất nhiều bài viết 2 điểm, đôi khi họ không có dẫn chứng bởi vì quan điểm của họ quá hay và quá thuyết phục. Đấy.
nhiều bài, có rất nhiều bài, bài được 2 điểm, có rất là nhiều bài trọn vẹn được điểm trọn vẹn, vì người ta cũng không đưa dẫn chứng, bởi nghĩa là nó là yếu tố cần. Nhưng và yếu tố quyết định đây đó chính là quan điểm. Vậy khi quan điểm của bạn đã quá hay rồi, quan điểm của bạn đã quá thuyết phục rồi, quan điểm của bạn đã quá xuất sắc rồi, đôi khi dẫn chứng nó cũng không cần thiết. Nhớ cho cô, nó là yếu tố cần nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Và có rất nhiều bài được điểm cao và có rất nhiều bài được điểm tuyệt đối mà không hề có dẫn chứng. Nhưng tại sao họ vẫn được điểm cao, họ vẫn được điểm tuyệt đối? Bởi vì cái quan điểm quá xuất sắc, họ bàn luận, họ thuyết phục chỉ cần bằng lý lẽ thôi, quá đỉnh. Có đúng không ạ? Đấy là cái điều mà bạn cần phải lưu ý khi bạn đưa dẫn chứng. Còn cái thứ tư nữa mà các bạn cần phải lưu ý khi bạn đưa dẫn chứng đây chính là gì? Các bạn thường có một cái mặc định trong cái suy nghĩ của các bạn. Dẫn chứng phải là một người thật việc thật, nghĩa là một người cụ thể và là một người có biểu hiện cho cái vấn đề đang bàn đến. Nhưng đôi khi á, người ta không hẳn là biểu hiện đúng, mà chúng ta hoàn toàn có thể đưa một cái dẫn chứng sai để định hướng người ta thành một cái đúng. Ví dụ như là vai trò của sự nhận thức. Đấy, tầm quan trọng của sự nhận thức. Các bạn sẽ đưa những dẫn chứng về những người có nhận thức tốt. Nhưng khi viết, nếu như viết về các vấn đề là tầm quan trọng của sự nhận thức ấy, cô sẽ đưa ra những cái dẫn chứng mà tại sao người ta, cô sẽ đưa những cái dẫn chứng về những người mà họ nhận thức kém, hoặc là họ có những cái hành động mang tính chất nông nổi và có những hành động không thấu đáo, và qua đó đánh giá và qua đó họ có những cái hậu quả khôn lường trong cái cuộc sống của họ. Từ đó chúng ta nhận ra rằng là thông qua họ, thông qua cái hậu quả mà họ nhận được từ cái việc là họ nhận thức không đúng đắn, họ nhận thức sai lệch, thì chúng ta học hỏi được gì. Ví dụ cho các bạn dễ hiểu này, ví dụ nói là tầm quan trọng của nhận thức. Đấy, tầm quan trọng của nhận thức thì trong cái vấn đề bàn luận về nhận thức ấy, thì cô sẽ nói là nhận thức sẽ có những người nhận thức nông cạn, có những người nhận thức vấn đề một cách nông nổi, nhưng có những người nhận thức sâu sắc, họ không bị cảm xúc hay cảm xúc chi phối lý trí. Thì qua đó cô đưa một cái dẫn chứng đó, đó chính là những người mà họ rơi vào những cái sai lầm ấy, họ có những cái tội ác ấy. Đấy, họ có những cái hành động mà cảm xúc nhất thời, từ đó họ rơi vào vòng lao lý, thì đó cũng chính là hậu quả của cái việc nhận thức không đúng đắn, nhận thức một cách nông cạn. Và từ đó chúng ta thấy được vai trò của việc nhận thức đúng đắn, tầm quan trọng của nhận thức sâu sắc vấn đề. Và chúng ta sẽ tránh, từ đó chúng ta sẽ có ý thức để trang bị cho bản thân những cái kiến thức và cho bản thân vào một cái sự suy nghĩ chín chắn để không để lại những cái hậu quả đáng tiếc. Thì đấy cũng chính là một dẫn chứng mà các bạn. Chúng ta có nhiều kiểu dẫn chứng, có thể là có dẫn chứng chung chung và có thể dẫn chứng cụ thể. Dẫn chứng xuôi là dẫn chứng đúng với vấn đề nghị luận, hoặc là dẫn chứng ngược để các bạn viết về những cái hành động lệch lạc để giải quyết là từ những cái hành động lệch lạc đấy chúng ta học hỏi được gì về cái việc làm đúng đắn mà vấn đề đưa ra. Được chưa ạ? Đó chính là cách mà chúng ta đưa dẫn chứng. Và đó chính là một số cái lưu ý của cô khi mà các bạn viết và đưa dẫn chứng. Và buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ về viết cho cô đề số 17, sự cần thiết của việc nâng cao nét đẹp văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nghị. Và các bạn hoàn toàn có thể đưa một cái dẫn chứng, đó chính là gì? Bạn đối với cái đề này, các bạn thường sẽ đưa những cái dẫn chứng mang tính chất nóng hổi. Đó chính là các bạn có biết là Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu trong cái kỳ chinh phục cái cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 là đã mang theo mình một cái bộ trang phục dân tộc. Và khi cái bộ trang phục dân tộc đấy được đưa mắt ra công chúng, thì cái biểu tượng cái chữ Thọ đấy ở trên cái bộ trang phục đấy
thì người ta ý kiến rất nhiều, nó là nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cái chữ thọ đấy nguồn gốc từ Trung Quốc, thế nên là họ không đồng tình. Và sau đó vào giờ phút chót thì đã thay đổi cái chữ thọ đấy thành biểu tượng của hoa sen. Đó, và đã mang những cái nét đẹp của dân tộc, cái nét đẹp thuộc về hoa sen chính là quốc hoa, và nó cũng thể hiện cho cái nét đẹp văn hóa dân tộc của chúng ta của dân tộc. Thì cái thay đổi đấy cũng đã thể hiện được cái sự cần thiết trong việc ý thức nâng cao nét đẹp văn hóa dân tộc. Ồ, đúng không ạ? Chúng ta truyền bá, chúng ta quảng bá, chúng ta phổ biến cái vẻ đẹp của thuộc về văn hóa dân tộc. Nhưng các bạn cũng hoàn toàn có thể lấy những cái dẫn chứng ngược. Ví dụ như là rất nhiều. Đấy, nhá. Hoa sen là quốc hoa của Việt. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Ông nào lại nói là quốc hoa của Ấn Độ thì kia. Tháp 10 đẹp nhất, bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Sao bây giờ lại hoa sen là hả? Là sao? Là sao? Bạn kem sữa dừa. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất. Quốc hoa của Việt Nam. Ok, đây, hoa sen Việt Nam. Quốc hoa của một số nước trên thế giới. Hoa sen Việt Nam. Hoa sen gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam, đi cùng với chiều dài lịch sử của dân tộc, đi vào thi ca âm nhạc, hội họa, kiến trúc với nhiều sắc thái và ý nghĩa cao đẹp. Đặc trưng của loài hoa này là sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nên nó tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao và tinh khiết. Hoa sen tượng trưng cho nỗ lực vươn lên bao nhiêu khó khăn, ok? Nó là đây, Ấn Độ cũng chọn hoa sen làm quốc hoa của dân tộc mình. Đúng không ạ? Đúng không? Của dân tộc mình. Đúng không? Đấy có nghĩa rằng là hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, nhưng đồng thời Ấn Độ cũng chọn hoa sen làm quốc hoa. Đúng không ạ? Để cô xem lại à, châu Á là Nhật Bản, Việt Nam đây. Việt từng có một cuộc bầu chọn quốc hoa Việt Nam được tiến hành vào năm 2021 do Bộ Văn hóa thế nọ thế kia. Đấy, chọn hoa sen. Đấy, theo kết quả của cuộc bầu chọn này thì hoa sen là loài hoa được nhiều người bầu chọn làm quốc hoa của Việt Nam nhất. Nhưng sau cuộc bầu chọn thì không có văn bản nào quy định đó là quốc hoa của Việt Nam. Nhưng kể từ đó hoa sen vẫn được xem là quốc hoa của Việt Nam. Có nghĩa rằng là nó là một quốc hoa không 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 chính thức, đúng không ạ? Nhưng cô nhớ không nhầm là ở trên cái trang cái gì nhỉ? Ở trên cái trang wiki đấy, người ta nói rằng là sen hồng là quốc hoa của Việt Nam. Đúng không ạ? Đấy, sen hồng là quốc hoa của Việt Nam. Đúng không? Và từ cô nhớ thấy rằng là trong cái kiến thức mà cô được học thì là kiwi à chết chết cha. Wiki nói rằng là sen hồng, đúng không ạ? Sen hồng là quốc hoa của Việt Nam. Đấy, và cô chỉ nhớ rằng nó gắn với biểu tượng của Chủ tịch Hồ Chí, à, nó gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi. Và trong rất là nhiều cái hoa sen cũng là một cái loài hoa mà thuộc về văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thế nên là ở đây người ta nói rằng là nâng cao vẻ nét đẹp văn hóa dân tộc, thì cô nghĩ rằng nó cũng là một trong những cái dẫn chứng mà các bạn có thể đưa vào được. Dạ. Nhá. Là một trong những cái dẫn chứng mà các bạn đưa vào được, nó là biểu tượng cho người dân Việt Nam rồi. Đúng không ạ? Thế nên là dù thế nào đi chăng nữa thì hoa sen vẫn là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam. Thì đấy cũng chính là một trong những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc. Ok ạ? Thế nhá ha. Vậy thì chốt lại một điều như sau. Có thể nó là văn bản chính thức hoặc không chính thức, nhưng hoa sen vẫn luôn gắn liền với văn hóa dân tộc của người Việt, đúng không ạ? Thì nó cũng thuộc về một cái việc, đó chính là nâng cao nét đẹp văn hóa dân tộc. Và khi chọn biểu tượng của hoa sen trên cái trang phục dân tộc thì đấy cũng chính là một trong những cái biểu hiện để làm rõ cái ý thức nâng cao nét đẹp văn hóa dân tộc.
Đúng ạ. Đó. Vậy thì ngoài cái việc lấy dẫn chứng xuôi như thế thì các bạn có thể lấy một cái dẫn chứng ngược, đó chính là rất nhiều những thanh niên ngày nay họ có một cái văn hóa, đấy chính là văn hóa xính ngoại. Đúng ạ. Có nghĩa là cái gì cũng là của gọi là của ngoại quốc thì nó mới là dị, thì nó mới là đỉnh, thì nó mới là tốt. Mà họ quên mất rằng những cái bài thuốc dân tộc ấy, đấy, nó cũng là những cái giúp cho chúng ta, một là tôn vinh những cái gì thuộc về truyền thống, những cái gì thuộc về văn hóa, mà nó cũng không mất đi cái vẻ đẹp tinh thần của dân tộc. Có đúng không ạ? Đấy, thì đấy cũng chỉ, và bạn lấy cái dẫn chứng đó. Vậy thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là liệu rằng những thanh niên xính ngoại đó, những thanh niên yêu văn hóa ngoại quốc đó có bao giờ họ tìm về cội nguồn dân tộc để hiểu, để có được nền văn hóa dân tộc như ngày hôm nay, có được những cái nét sơn, có được những cái sắc đẹp như vậy là nhờ vào cái sự chung sức, nhờ vào cái sự góp sức, nhờ vào cái sự truyền nối của biết bao thế hệ hay không? Và bạn chuyển đến một cái luôn là phản đề. Được. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải lấy dẫn chứng xuôi, chúng ta hoàn toàn có thể lấy dẫn chứng ngược nhá, để làm nổi bật vấn đề. Và chính cái dẫn chứng ngược đấy nó đã là phản đề rồi. Xong chưa ạ? Đó, chính là cái bài giảng của cô ngày hôm nay, một số cái lưu ý cho các bạn về dẫn chứng. Và các bạn về nhà hôm nay sẽ viết giúp cô một cái đề, đó chính là đề số 17. Suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết của việc nâng cao nét đẹp văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Thế nhá, tôi ạ. Bài giảng của cô ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Và cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream tối ngày mai. Bye bye.